Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin làm một cái video giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm đàn bầu điện. Đàn bầu điện mọi người nhé, không phải đàn bầu pin đâu nhé, đàn bầu điện đấy. Thì ở cái đàn bầu này nó có những tính năng gì thì mình sẽ đọc ra tính năng của nó cho mọi người xem. Tính năng thứ nhất đó là cắm vào loa nén, cắm trực tiếp vào loa nén, đó là cắm bằng dây 6 ly mọi người nhé. Đây là đi loa nén của nó đây, thì loa nén của nó ở đằng kia thôi, cái này hơi xa, mình ở bên kia. Còn tính năng thứ hai là cắm trực tiếp vào bộ dàn karaoke cho mọi người, chính là cái lỗ bên cạnh, cái lỗ bên cạnh cắm cái loa nén đấy. Đây là lỗ cắm loa nén, thì còn đây sẽ là lỗ cắm âm ly mọi người, cắm bộ dàn karaoke. Tính năng thứ ba của nó là chơi nhạc beat, chơi với nhạc beat. Đàn bầu này có thể chơi cùng với nhạc beat mọi người nhé. Nhạc beat thì mọi người cắm điện thoại hoặc là cắm máy tính tùy mọi người, miễn là nó có nguồn phát là được. Còn đây là công tắc dập tắt của nó. Còn đây chính là cái dây điện, dây nguồn. Thì cái tính năng 800 mít là ở đây, đây là cái đầu 3.5 mọi người nhé, để cái đầu 3.5 cái nó giống như là cái chân tai nghe ấy. Thì mọi người cắm vào lỗ này của đàn một, sau đó là còn lại là chúng ta bật điện thoại lên thôi, cắm vào điện thoại là bật lên, như vậy làm xong rồi. Thì mình sẽ chơi cho mọi người nghe một bài, nó tên là bài đèn khuya, mọi người nghe thử nhé. Thì cái đàn bầu này nó có loa ở trong này mọi người nhé. Ở trong thùng đàn nó có một cái chiếc loa, mọi người không cần cắm loa nén nữa cũng được. Thank you.
Xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người cũng đã vừa nghe qua mình vừa chơi đàn bầu và cũng vừa cắm nhạc beat vào đàn bầu để chơi cùng, thì nghe nó cũng khá là ổn định mọi người nhé. Mình đánh với chiếc loa ở trong đàn bầu này luôn, chứ mình không đánh loa nén nhé. Ở trong cái thùng đàn bầu này nó cũng có cái chiếc loa trong này. Vì đấy là toàn bộ sản phẩm của mình. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian để xem video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì xin mọi người hãy vui lòng đăng ký kênh, like, chia sẻ để cho mọi người cùng xem, cùng tham khảo, để bên mình có thêm động lực để ra những video test sản phẩm mới để giới thiệu với mọi người. Vâng, xin chào mọi người.